Bộ Tài chính vừa có tờ trình Chính phủ đề nghị xây dựng dự án luật thuế thu nhập cá nhân thay thế, trong đó có nội dung về mức thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản. Bộ Tài chính đề xuất có thể nghiên cứu để thực hiện thu thuế đối với thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản để có mức độ điều tiết hợp lý, tránh tình trạng đầu cơ bong bóng bất động sản, có thể nghiên cứu để thực hiện thu thuế đối với thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản. Hiện nay, một số quốc gia trên thế giới đã sử dụng các công cụ thuế để tăng chi phí cho hành vi đầu cơ và giảm sức hấp dẫn của việc đầu cơ bất động sản trong nền kinh tế, trong đó có thuế thu nhập cá nhân. Hiện các chính sách thuế thu nhập cá nhân hiện hành của nước ta không phân biệt theo thời gian nắm giữ của bất động sản của người chuyển nhượng.